Chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với Lạ Sneaker. Và mình là người lạ. Tiếp tục một video nữa trong series siêu sale ngày 11 tháng 11 này. Thì đây là video mình sẽ giới thiệu với các bạn những món đồ tới từ MLB mà mình có ở đây, cũng như là cập nhật những chương trình ưu đãi tới từ thương hiệu này trên Lazada cho các bạn cùng biết, để chúng ta muốn mua gì có thể mua vào khoảng 0 giờ đêm nay là đẹp nhất. Thì dù gì, ở Hà Nội nói riêng cũng như miền Bắc nói chung này thì mùa đông cũng sắp đến trong thành phố và buổi chiều trời lạnh. Ngày hôm nay mình có 3 món đồ rất liên quan đến mùa đông, thì có áo, có mũ và có giày. Trước khi mà mình sẽ hào hứng bày tỏ cho các bạn về một vài món đồ của mình có ở đây thì mình sẽ cập nhật những chương trình ưu đãi trong đợt sale 11 tháng 11 tới từ thương hiệu này tại Việt Nam, cụ thể là trên Lazada. Chúng ta sẽ có những ưu đãi là như sau. Ví dụ, đầu tiên là mình sẽ gửi tới các bạn một cái voucher giảm giá 70.000 cho bất cứ một đơn hàng nào. Tất nhiên là chúng ta phải mua cái gì đó nó lớn hơn 70.000 thì mới được giảm giá. Ví dụ nhá, có một cái gì đó mà giá 71.000, bạn có cái voucher 70.000 đó thì chỉ phải mua với 1.000 mà thôi. Có những món đồ lớn hơn không nói, tức là 70.000 giảm cho mọi đơn. Tiếp đến là chúng ta sẽ có những voucher là 111.000 trên đơn hàng từ 1.490.000. Đấy là voucher của MLB, của gian hàng này. Nhưng mình có một cái voucher mà nó là voucher độc quyền. Các bạn có thể được giảm giá 111.000 đối với bất cứ đơn nào có giá trị trên 811.000. Tức là mức giảm giá khá tốt. Không riêng gì những cái mặt hàng của MLB hay các mặt hàng thời trang, giày dép, các bạn muốn mua cái gì trên Lazada cũng được, miễn là tổng đơn hàng trên 811.000 thì dùng cái voucher của mình để được giảm giá 111.000. Mình sẽ để cái voucher đó bên dưới. Và tiếp đến là sẽ có những cái flash voucher 30% cho đơn không đồng, giảm max là 111.000. Và cái flexi combo, tức là combo linh hoạt ấy, thì chúng ta sẽ có mua 2 giảm 3% và mua 3 sản phẩm trở lên là giảm 11%. Đấy, đây là những cái ưu đãi có sẵn. Còn lại thì tất nhiên là sẽ có rất rất nhiều các sản phẩm mà nó được xét giá giảm xuống rất sâu. Và đặc biệt là thường các cái mức giá nó sẽ có cái đuôi là 11. Ví dụ như là ở đây mình rất thích những cái mũ beanie này. Và như mình nói đấy là mùa đông cũng sắp đến rồi. Những mũ beanie nhiều màu sắc này ra niêm yết là 990.000. Còn đêm nay thì nó sẽ còn là 611.000. 611.000 mà trừ đi cái 70.000 kia, trừ đi các cái su Lazada các bạn có, trừ đi các cái voucher khác nữa, thì chúng ta có thể mua được một cái beanie rất đẹp với nhiều màu sắc hay ho trong mùa đông này với lại một cái mức giá rất tốt. Đêm nay mình sẽ mua một cái đó. Chưa kể là rất nhiều những món khác mà nó sẽ được giảm giá xuống, giảm giá nhiều cũng tương đối sâu. Và thậm chí có cái mình thấy là 4.090.000 mà giảm còn có 2.900.000 này. Đấy, như vậy là giảm giá hàng triệu. Thì tất cả những cái đó mình sẽ để một cái list ở bên dưới để các bạn xem thích cái nào thì có thể chọn và thêm vào giỏ hàng, không giờ sẽ mua. Còn lại mình sẽ mô tả về 3 món đồ ngày hôm nay. Như mình đã nói thì 3 món đồ này gồm có giày, áo và mũ. Thì đầu tiên là về giày. Đây là một đôi giày Mule, một đôi giày đạp gót. Thì đúng là mình cũng đã từng nói là mình không thích những cái đôi giày nó là giày mà nửa giày nửa dép như là giày đạp gót. Thế nhưng mà đôi này sẽ có một vài những đặc điểm đặc biệt mà lát nữa mình sẽ mô tả trong lúc mô tả chi tiết sau. Nhưng mà nhìn chung đây là một đôi giày mà lông khắp nơi luôn, lông bên ngoài, lông bên trong, bốn bề là lông luôn. Thì đi kiểu này nó sẽ êm ái và nó ấm áp. Như mình đã nói là nó phù hợp cho mùa đông mà. Và đặc biệt là cái màu sắc nó không sặc sỡ. Nó là một cái màu mà chỉ có đen với trắng với lại những cái logo chữ NI ở bên trên màu trắng như này thôi. Nhìn nó đơn giản và nó phù hợp cho mùa đông. Cái đôi này mình nghĩ là đi Giáng sinh sẽ phù hợp tại vì nhiều lông mà. Lông này nó không phải dài lắm đâu, lông nó vừa phải thôi, nó không quá dài. Và tiếp đến thì mình có một cái mũ. Cái mũ này là một cái mũ rất là đặc biệt. Đây là một cái mũ nó có một cái tên chung chung, nó là mũ beret. Chúng ta vẫn phiên âm nó là beret nhưng thực ra có thể đọc là beret hoặc thế nào cũng được. Và người Việt Nam gọi nó là mũ nồi. Tại sao lại là mũ nồi không phải mũ lồi nhá, mũ nồi. Thì mình nghĩ là có lẽ là vì có cái thời điểm đầu nó du nhập vào Việt Nam ấy, thì các hình dáng mũ như này nó giống cái nồi. Nó không có cái lưỡi nó thun thun như này mà nó giống cái nồi hẳn luôn. Thì nói về mũ nồi ấy, thì nó cũng có nhiều loại thiết kế. Ví dụ như cái loại mà mình có ở đây tới từ MLB này ấy, nó có lưỡi nhưng mà lưỡi nó cụt, lưỡi nó ngắn thôi. Có một số loại khác nữa thì lưỡi nó sẽ dài hơn. Có một số loại nữa thì nó không hề có lưỡi luôn, mà đúng như kiểu cái nồi chụp lên đầu ấy. Thì mình thích cái loại thiết kế như này nhất, tức là lưỡi cụt và nó không quá là tròn vo, cũng như là nó không có cái chỏm ở trên đầu này. Thì thường những cái mũ mà nó không có lưỡi này, nó có chỏm này nhấc lên trên đầu này, thì những cái mũ nồi đó nó phù hợp với các bạn nữ hơn. Còn cái mũ này ấy,
thì nó là một cái mũ rất là hay. Mũ này xuất hiện từ rất sớm, chẳng biết từ bao giờ, nhưng mà có lẽ là từ đầu tiên là những người chăn cừu ở châu Âu ấy, thì họ mới lấy lông cừu để họ làm nên cái mũ này. Để đơn giản thôi, đó là cái đặc tính thiết kế cũng như là cái vật liệu là lông cừu thì nó giữ ấm tốt cho đầu. Thì đấy là những cái thời điểm đầu tiên. Còn lại thì về sau ấy, chúng ta gặp nó rất nhiều, đặc biệt là từ rất nhiều lĩnh vực luôn. Có thể là khi mà xem phim, chúng ta sẽ thấy là trong phim Peaky Blinders thì các nhân vật rất hay đội một cái mũ giống như thế này. Thì cũng dễ hiểu thôi, là tại vì các nhân vật chính là xuất thân từ lính trong Thế chiến 1, và những cái mũ như này xuất hiện nhiều trong quân đội bắt đầu từ Thế chiến 1 trở đi, đặc biệt là hồi quân Pháp. Và sau đó thì Thế chiến 2 họ vẫn dùng. Nói chung là mũ này là mũ mà gắn liền với quân đội ở những cái thời kỳ trước, những năm đó của thế kỷ 20. Còn lại về sau ấy, thì nó lại bắt đầu trở thành một món đồ thời trang. Và thời điểm càng về gần đây thì mình càng thấy là nhiều giới văn nghệ sĩ đội những cái chiếc mũ nồi như thế này, họa sĩ với lại cái giã vẽ, và nhạc sĩ với lại cây đàn sau lưng. Thì đây là một cái chiếc mũ rất là nghệ, nhìn thì nó đơn giản, và nói thật với các bạn nhé, nhìn thì nó vừa đơn giản mà nó lại không có vẻ gì đẹp lắm. Nhưng mà có một cái rất hay, đấy là cái mũ này đội lên đầu thì đẹp. Nó phù hợp với rất nhiều những loại thể loại mặt, đặc biệt là mặt trái xoan mà trán rộng thì nó sẽ che khuyết điểm rất là tốt. Kể cả mặt vuông hay là mặt tròn xoe cũng vẫn đội được cái loại này, miễn là chúng ta biết điều chỉnh một chút. Mà cái cách đội của mũ này thì nó không phải cứ mũ là cứ chụp lên đầu thì là đội đâu nhá. Nó phải có cách đội riêng, tức là phải biết đội thì nó mới đẹp. Mình sẽ ví dụ cho các bạn xem. Thì ví dụ nhá, thì đây là một cái mũ mà nó có nhiều kiểu đội. Mình sẽ đội cho các bạn thử vài kiểu, các bạn có thể xem được là biết ngay là không phải cứ chụp lên đầu là đẹp mà phải biết đội mới đẹp. Kiểu đầu tiên là kiểu cơ bản và đơn giản nhất ấy, thì chúng ta sẽ đội cái lưỡi này ra đằng trước. Thì đây, ví dụ nhá, mình cứ chụp nó lên đầu như này. Thì như các bạn thấy, nó là một cái kiểu đội giống của Tommy Shelby ở trong phim Peaky Blinders. Thì đấy, cứ đội như này, nhưng mà đây là cứ chụp lên đầu vậy thôi. Thế nhưng mà để mà đội đúng ấy thì chúng ta thường sẽ dành cái lưỡi này này, cũng như là các cái phần khác của những cái phần vành mũ này, nó không được để hở trán quá nhiều, mà nó sẽ đẹp nhất sẽ là cách cái phần lông mày một chút thôi. Như bạn thấy khi mà mình đội lại như này, cái cảm giác về phần nhìn nó đã khác đi rồi. Cảm giác về phần nhìn nó khác đi so với việc là mình cứ chụp nó lên đầu giống như này. Khi mà để nó cách xa cái phần trán lộ ra nhiều như này thì nó đã khác đi rồi. Do vậy cho nên là kể cả đội như này hay đội các phần vành khác, hãy cứ để những phần vành này nó cách cái phần lông mày một chút thôi, đừng cách nhiều. Đấy là kiểu đội đầu tiên. Kiểu đội thứ hai mà thường thấy trong quân đội ngày xưa, đó là đội lệch một chút như này. Lệch một chút này, và như các bạn thấy là đừng để hở trán nhiều. Các bạn nhìn để hở trán nhiều, và so sánh với lại để hở trán ít như thế này, các bạn sẽ thấy là để hở trán ít nó đẹp hơn nhiều. Đấy, không phải cứ chụp lên đầu thì là đẹp đâu, mà chúng ta phải biết đội đối với mũ này. Đây là kiểu thứ hai. Và kiểu thứ ba thì nó là một kiểu mà chúng ta đội ngược hẳn luôn. Đấy, logo New York Yankee có ở trước này. Thì đây là đội ngược hẳn. Và đấy, để cho các bạn so sánh thì hãy kéo nó xuống để nó chỉ cách cái phần lông mày có chút xíu thôi. Một chút xíu thôi, đừng cách nhiều. Đó, các bạn có thấy cái nhìn vào cái kiểu đội nó khác không? Khác nhiều luôn. Do vậy cho nên là không phải các loại mũ cứ chụp lên đầu thì là xong đâu. Chúng ta phải biết cách đội đối với nó. Và đây là một cái mũ rất là hay. Các bạn có thể nhìn ngang này. Một cái mũ rất hay. Nói chung với riêng cái kiểu mũ như này thì nó sẽ thường được làm bởi các loại vật liệu giữ ấm tốt. Ví dụ như là len này, vải len này, vải nỉ này. Đây là một chiếc mũ vải nỉ. Thì càng về sau càng nhiều chất liệu nó đa dạng hơn. Ví dụ vải thô, bằng da vân vân. Nhưng mình thích nhất là các loại vật liệu vải nỉ như thế này. Cùng với đó là cái form nó cũng chỉ như này thôi. Đây là một chiếc mũ rất phù hợp, cho nên là nó đã có mặt ở đây. Tức là nó đạt đủ mọi tiêu chuẩn của mình về một chiếc mũ nồi ấy. Thiết kế một cái chiếc mũ nồi mà cái lưỡi cụt, rồi thì nó không quá là phình về hai bên, nó không quá phình về phía này này, không có chóp ở trên đầu này này. Rồi thì nó làm bằng vải nỉ và màu đen. Quá tuyệt vời luôn. Vừa khít kinh khít luôn, cho nên nó có mặt ở đây. Và đây là một chiếc mũ nồi rất đặc trưng. Nếu bạn nào chưa từng thử qua mũ nồi thì hãy thử như mình đi. Rất hay. Mình cảm thấy đây là một chiếc mũ rất hay. Rồi ok, và món đồ cuối cùng là nó là một cái áo. Đây là một cái áo sweatshirt, tức là một cái áo kiểu áo dài tay bằng len đan nhỏ. Nó là một chiếc áo màu xám nhạt như thế này, và bên trên thì sẽ có rất nhiều logo chữ B của Boston Red Sox được làm dưới dạng monogram như thế này, và có một cái chữ B lớn được thêu ở ngực. Đó, nó cũng chỉ đơn giản như này thôi, nhưng cái hấp dẫn của nó đến từ những họa tiết monogram này, cũng như là cái phần màu sắc này. Màu sắc này thì nó trang nhã và lịch sự.
Thì đấy, đây là cái món đồ thứ ba. Và với cái vật liệu len đan cũng như là dài tay như này thì rõ ràng là phù hợp cho mùa đông rồi. Thì mình sẽ mô tả cả ba món đồ này ngay bây giờ, cũng như là các bạn nhớ rằng là sẽ có rất nhiều món đồ giảm giá cả ba món này nữa. Tất tần tật mình sẽ để link bên dưới phần mô tả. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với hộp của đôi giày đạp gót. Thì cái hộp này là hộp chung cho mọi đôi Miu mà MLB bán ra, trừ một số mẫu đặc biệt thôi. Chúng ta sẽ có thông tin ở đây thì mình đã chọn cái size của mình, true to size, đó là 41, cũng chính là 26cm. Và với những cái đôi Miu này thì chúng ta chọn true to size là ok rồi. Mà đặc biệt là nó có hở đằng gót, cho nên là có hơi chật một tí, hơi rộng một tí cũng không sao cả. Đó, đây chính là cái đôi giày của mình ngày hôm nay. Nhìn chung thì màu sắc của nó cũng đơn giản. Và đây là chiếc túi của chiếc áo sweatshirt mà mình chọn cái màu sắc này là màu hơi nâu xám một chút. Không biết mô tả chính xác cái màu sắc này như thế nào, nhưng mà đây là một cái chiếc áo mà có một cái màu nhẹ nhàng. Mình không thích cái màu nâu nó quá đậm đâu. Cái màu nâu này là theo mình ok, đối với lại cái gu của mình thôi nhá. Thì theo mình cái màu nâu này ok. Và cái chiếc áo này thì nó sẽ có cái logo chữ B của Boston Red Sox, là đội bóng của MLB. Đó, đây là một cái chiếc mà nó sẽ có vật liệu không quá dày. Cuối cùng thì đây là món đồ mà mình có hứng thú nhất trong cả video này, mặc dù nó có mức giá là tốt nhất, là một cái chiếc nồi, một cái chiếc mũ nồi. Ok, mình đã phải tăng sáng lên một chút để cho các bạn dễ nhìn hơn, tại vì cái chiếc mũ này nó rất là đen. Bình thường bên ngoài nó sẽ đen hơn, mình tăng sáng lên để các bạn dễ quan sát được cái chi tiết thôi. Như các bạn thấy thì cái chiếc mũ này nó làm từ vải nỉ. Thì với cái vải nỉ này thì tất nhiên là nó sẽ có một cái nhược điểm, đấy là nó sẽ bám lại bụi bẩn các thứ khá là dễ dàng. Nhưng mà chúng ta làm sạch nó cũng không quá khó đâu. Chúng ta có thể dùng một cái máy hút bụi hoặc đơn giản là giặt nó, thì cái loại vải nỉ này cũng khá là quen thuộc rồi. Có một cái điểm nhấn thì đó là đằng sau gáy này nó sẽ có logo chữ NY của New York Yankees với lại logo MLB ở bên dưới. Thì cái màu này nó không quá trắng, không quá nổi bật, và cái kích cỡ của cả hai cái chi tiết này nó cũng là vừa đủ. Theo mình thì như này là ok. Và cái phần lưỡi này của nó thì nó không rời và nó thật sự rất là ngắn. Nó sẽ được dính chặt cái phần lưỡi cứng ở bên dưới với lại cái phần thân mũ bên trên. Cái lưỡi này hơi cứng hơn bình thường một chút, và cái độ dài của nó thì chỉ có như này thôi. Như các bạn thấy là nó chỉ có như này thôi. Và có một cái đặc điểm cũng dễ thấy trên các cái chiếc mũ nồi, đó là chúng ta sẽ có một cái phần viền bên trong này. Thì tùy cái cách sản xuất cũng như là tùy chất liệu, nhưng mà thường nó sẽ là chất liệu mềm mỏng và dễ thấm hút mồ hôi. Và đây là một cái chất liệu giống như chun, thì chúng ta sẽ có cảm giác rất tốt về cái việc là chúng ta đội nó xung quanh cái vòm trán. Là tại vì thứ nhất, như mình nói là chất liệu này nó co giãn tốt và nó mềm, nó không cứng như nỉ, để nó không tiếp xúc trực tiếp với lại cái phần da trán cũng như gáy, thì chúng ta đội thoải mái hơn. Và phần này thấm hút mồ hôi tốt, đặc biệt là trong mùa nóng. Thì thường thường mùa nóng chúng ta sẽ ít đội, nhưng mà nếu mà muốn đội vẫn đội được thôi. Nhưng mà đấy, như các bạn thấy thì cái nhược điểm của cái này là nó sẽ bị bai rão theo thời gian. Nó sẽ bị vậy, không biết là lâu hay chóng thôi. Đây, đằng sau này thì chúng ta sẽ có một cái mác nữa của MLB. Mình chắc chắn mình sẽ cắt cái này đi, một cái mác phụ ở đây nữa. Thì đấy, đơn giản lắm. Cái mũ này thì nhìn chung, nếu như mà nói về cách sản xuất của một cái mũ như thế này thì nó không có gì là quá đặc biệt cả. Nó cũng không quá khó khăn. Thế nhưng mà như các bạn thấy mình đội vào ấy, mặc dù nhìn thì đơn giản nhưng mà đội vào nó có một cái gì đó nó rất là đặc biệt. Có thể rằng là cái phong cách thiết kế này nó khác đi so với rất nhiều những thể loại mũ mà chúng ta thường gặp. Thế nên là nó mới đem lại một cảm giác khá là đặc biệt. Nhưng mà cái đặc biệt ở đây quan trọng là cái đặc biệt đấy nó đẹp. Chứ nếu như mà nó xấu ấy, thì không nói làm gì. Nó cái dáng mũ ấy, thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ vát về trước một chút. Còn thì chúng ta muốn đội như thế nào cũng được. Quay trở lại với cái chiếc sweatshirt này thì đây là cái nhìn hình dung về cái chiếc áo của MLB. Chúng ta sẽ có cái cỡ fit ở đây, nó không phải là comfort fit, nó là oversize fit, tức là nó sẽ hơi rộng hơn bình thường một chút. Và đúng là với cái kích cỡ mình chọn, nó là size M này, thì nó sẽ rộng hơn với mình, nhưng mà thôi nhìn chung là ok, mặc được, nó hơi rộng thôi. Ở cái phía ngược trái này chúng ta sẽ có một cái logo lớn đẹp. Nhìn chung thì cái cách hoàn thiện những cái chi tiết, những cái detail của MLB từ áo cho đến giày hay các phụ kiện khác mình đánh giá là ok. Với cái chữ B này thì nó được làm chỉ giày thêu lên và nó màu cái màu chỉ đồng bộ với cái màu áo, logo chữ B đặc trưng của Boston Red Sox. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều họa tiết monogram cái chữ B đó cả ngược lẫn xuôi, được kết nối với nhau bằng hai gạch hình thoi nằm thành những ô hình thoi lớn hơn. Toàn bộ nó trải toàn bộ trên cái áo như này, từ trước ra sau. Từ thân áo cho đến tay áo. Còn thì với chiếc áo kiểu sweatshirt như này, nó sẽ phù hợp với lại cái thời tiết mùa thu đông, chứ chắc chắn là không phù hợp với thời tiết mùa hè rồi. Và mình mua nó thời điểm này thì cũng hợp lý thôi, tại vì mùa đông sắp đến nơi rồi. Chúng ta sẽ có một cái chất liệu vải
cái này nó giống như là len đan sợi nhỏ, nó giống như vậy. Và cái phía cổ tay này thì nó là phần chun cho dễ thao tác, mà nó cũng tạo một cảm giác thoải mái hơn. Nhìn chung thì một cái chiếc sweatshirt bình thường nó như thế nào thì chiếc này nó cũng như vậy thôi. Cuối cùng thì đây là đôi giày Mule, một đôi giày đạp gót mà mình có. Thì mình cũng đã nói trong một số video đó là mình không thích cái loại giày đạp gót lắm, là tại vì mình thích là nó giày thì ra giày, còn dép thì ra dép. Nhưng mà khi mà mình nhìn đôi này với lại cái cách họ làm những chi tiết lông xù lên ở bên trên như này ấy, nó cho một cái cảm giác rất là Giáng sinh, cũng như là đây là thời điểm sát với Giáng sinh rồi. Cùng với đó thì mình nhìn thấy cái gót của đôi này nó không được vuốt quá xuống bên dưới như thế này, tức là cái gót này nó vẫn còn chừa lại một chút. Đấy, nó vẫn chừa lại một chút, một khoảng cách khá cao, đâu đó khoảng hơn một phân. Thì nó cũng không hoàn toàn là một cái đôi giống như là một đôi sục. Chúng ta xỏ vào chúng ta vẫn có cái giữ gót chân như thế này, nên là mình thấy nó mới có phần hợp lý để mà mua. Cùng với đó thì cái đôi Mule này nó sẽ có một phần đệm đế không hề cao, giống như là cái đôi lần trước mình làm cho bạn xem. Tức là với cái đôi mà nó gọt xuống hẳn tận đây ấy, nó có phần đệm đế khá cao, và các bạn nữ đi những đôi đấy thì rất hợp. Nhưng đôi này thì nó đệm đế hết sức là bình thường, cái chiều cao đế này là bình thường, mình cũng không cần thiết đến phần đệm đế, cho nên mình thấy cái phần này là hợp lý. Và cái phần open cell foam này nó êm, nó thật sự là êm. Đây, nó sẽ có hai lớp, và hai cái lớp này cái lớp dưới êm cực luôn đó. Về phần đế thì nó cũng sẽ tương tự như là bao cái đôi giày đạp gót khác tới từ MLB thôi. Cùng với đó là các phần họa tiết bên ngoài cũng như vậy. Cái phần đế này thì nó sẽ có một cái màu trắng sữa, mình thích cái phần màu trắng này. Bên hông phải của bên giày ấy, của mỗi một bên giày chúng ta sẽ có một cái ô vuông đóng với logo New York Yankees có ở đây. Và tất nhiên như bên trên mình đã nói thì đây là một cái lớp lông nó xù xù lên một tí, thì mình sẽ để tăng sáng lên lần nữa. Như các bạn thấy thì đây là một lớp lông khá là êm và mềm. Nhưng mà cái này mà dính mấy cái mà không mong muốn, với ví dụ chúng ta không may làm rơi kem vào, chúng ta đổ nước mắm vào, chúng ta đổ cà phê vào, thì cứ phải gọi là hết ý luôn, thật sự là hết ý luôn. Nó sẽ sặc mùi Giáng sinh luôn. Nhưng mà được cái đó là cái đôi này thì nó sẽ có một cái màu sắc đen trắng đẹp. Đen đến từ phần lông, và phần trắng chính là những phần lông khác nó chìm hơn với chữ NI trải như vậy. Và bên trong nó lót lông cũng khá đẹp, các bạn nhìn thấy lông trắng không? Đó, như vậy thì đi cái đôi này mùa đông nó cũng sẽ ấm áp và nó sẽ có cảm giác êm ái. Nó cho mình cảm giác là mình đang đi một cái đôi dép mùa đông ở trong nhà ấy, kiểu như vậy. Thì đôi này mình đi trong nhà hay đi ngoài cũng được cả thôi. Chỗ này chúng ta sẽ có một phần chun nho nhỏ để chúng ta có thể dễ dàng đút chân vào cũng như rút chân ra. Đấy, thì nhìn chung đấy là một vài những lý do mà mình chọn cái mẫu này. Thứ nhất là nó không thực sự là một đôi sục đạp gót, nó có phần giữ chân đằng sau. Thứ hai là phần màu sắc của nó đẹp đến từ đế màu trắng ngà, cũng như là bên trên nó chỉ có hai màu đơn giản là đen trắng thôi. Thứ ba là những phần lông êm ái mà được đệm suốt từ mặt ngoài lẫn là mặt trong của giày đó. Và đây chính là cả ba món đồ tới từ MLB mà mình pick up trong cái đợt lần này. Cả ba món đồ này sẽ đều có giảm giá, cũng như là mình biết là sẽ có nhiều bạn thích cái dòng giày Mule, cái dòng giày đạp gót tới từ MLB. Không chỉ có mẫu này thôi, còn nhiều mẫu khác được giảm giá nữa với nhiều màu sắc khác nữa. Đặc biệt các bạn nữ thích ấy, thì thời gian này là mua là rất hợp lý. Ngoài ra thì mình cũng mô tả cho các bạn thấy là cái mũ nồi, cái mũ beret này nó hay ho như thế nào. Và như các bạn thấy thì nó rất là match. Hai cái món đồ này rất là hợp với nhau. Mình nghĩ là mùa đông là mình sẽ sử dụng cái bộ đôi này nhiều hơn. Và cuối cùng là một chiếc áo sweatshirt. Tất nhiên là mỗi cái này nó đều có màu sắc khác nhá, chưa kể là rất nhiều các cái món khác có giảm giá. Mình có thêm một số những mã giảm giá nữa mình cũng đã nói ở đầu video, thì mình sẽ để tất cả bên dưới phần mô tả cho các bạn có thể tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.